Em chào anh chị, chào tất cả mọi người. Hôm nay em làm clip về cái cây phi đẹp mắt cua, phi đẹp mắt cua Hòa Bình. Cây này được khá là nhiều người biết đến vì có khá là lâu rồi, từ những năm 2015, 2016 đã có cây phi đẹp mắt cua rồi. Gốc Hòa Bình nhà bác Hiển Oanh sổ ra. Nhà người sổ ra cây phi đẹp 50 trắng HO ấy. Hiển Oanh ấy. Đấy là nhà bác này. Bác ấy sưu tầm được cái loại mắt rất là nhỏ. Nên là mọi người đã tiện và nhà bác ấy đã đặt tên gọi là mắt cua. Là một cái cây mắt rất nhỏ. So với cả những cái mắt phi đẹp khác. Đằng sau đây có một bông này, mắt to đùng, nhìn xa đã thấy to rồi. Nhưng cây này thì nhìn gần nó, gần hay xa đều nhỏ như vậy. Bởi vì nó là mắt, gọi là mắt cua mà. Mắt bé gần như cái mắt cua ấy. Mắt con cua nó nhỏ. Nó có sự khác biệt, đó chính là khi mà các bác nhìn các bác biết luôn. Cây này là cái mắt cua. Đây nó nở một chùm hoa nở tự nhiên. Một chùm nó 2-3 bông hoa. Rất là tự nhiên, rất là đẹp. Màu rất hồng, rất là đẹp. Với cái này thì em nói sơ qua thì nó cũng nhanh thôi, không tốn nhiều thời gian của các bác. Thì các bác xem video khoảng vài phút. Đấy, bông nào cũng như thế cả đó em. Bông nào cũng như nhau, bông dưới này mới hé nó cũng như nhau. Mắt rất là bé. Nó đã, cây này đã nở ổn định nhiều năm. Và năm nào thì bông nó cũng nhỏ như vậy thôi. Bông nó không lớn. Bông nó không lớn. Thì mọi người nhìn dù trong điều kiện môi trường nào đi chăng nữa thì cũng có thể nhìn thấy là nó rất là bé đúng không ạ? Nó rất là nhỏ thôi. Thì đây em giới thiệu sơ qua một chút về phần thân lá của nó. Với cây này. Đây em sẽ quay xuống thân lá của nó luôn nhé. Đây mọi người có thể nhìn thấy đây là cây con. Cây bên này, cây bên kia đều với nhau đều là hai cây. Một đều là một giống cây nhưng mà có nghĩa là nó là cây nhỏ hơn ấy ạ. Cùng là cây mắt cua mà. Đấy, thì nói về phần thân lá, em nói cũng nhanh thôi. Để không mất thời gian vào việc khi các bác cần thiết sử dụng luôn, cần xem là các bác hiểu luôn. Cái này thân lá của nó khá là nhỏ. Nó từ 0,5 đến 1,5 cm. Có nghĩa là nếu mà mình nuôi đỉnh điểm lắm ấy, thì nó cũng được là khoảng thân nó sẽ to khoảng 1 cm đến 1,5. Nhưng thường nó dòng thân bé, không to đâu. Nó chỉ 1,5 đến 1 thôi. Nhưng mà trên 1 cm là rất to rồi. Trên thân của nó thì rất nhiều chấm tím đó. À quên, em nói về độ dài của nó trước đã. Thân của nó to thì như vậy, còn độ dài của nó thì sẽ dài tối đa là 1m50. Có những cây đấy em đã nhìn thấy 1m50 rồi. Nhưng mà còn có những bác nuôi tốt hơn ý, thì em không biết. Nhưng có nghĩa ở ngoài Bắc Hà Nội nuôi có những cây các bác đã nuôi được tầm 1m50. Đấy là sự thật. Và chắc chắn là có. Đấy thân. Về trên thân của nó thì là thân nó màu xanh vàng và có nhiều chấm tím. Rất nhiều chấm tím. Và cổ vẫn khắc tím ở đây. Ở những cái điểm này là khắc tím này. Gọi là cổ lá có khắc tím, có ngấn ấy. Hay người ta còn gọi là nhẫn. Hay còn gọi là khuyên màu tím. Thì với cây nào phi đẹp tím hay là hồng hay là đại loại là có màu tím ấy, thì thường vẫn là cứ có khắc tím, đấy là chuyện bình thường. Cây nào cũng như vậy cả. Ít cây mà không có lắm. Thân lá xanh sạch mà hoa tím thì cũng có rất nhiều, nhưng mà được một cây hoa đẹp kiểu dạng như mắt cua hay là mắt đỏ thì rất là khó, rất là ít. Nhưng còn đây thì là cây này là cây mắt cua thì nó cũng tương tự như thân lá cây tím khác thôi, nên là nhận dạng hơi khó. Đấy là về thân, em nói về phần lá một chút. Lá của nó, những lá đầu thì khá là tròn và dày đây. Các bạn nhìn thấy nó rất là tròn. Lá bên này cũng thế. Rất là dày đúng không ạ? Đấy, nhưng còn lá trên nó nhỏ.
Thường thì những cái lá này của nó ấy, như em biết ấy, và những cây nhà em thực tế đây thì nó dài, à nó rộng khoảng tầm lá lá to khoảng 1,5 cm và dài khoảng 5 đến 8 cm thì cái lá của nó. Còn về phần trên mặt lá thì nó vẫn có nhiều sọc như các dạng lá khác. Cái này đem phun thuốc rồi, thuốc chống nấm, đang tháng 6 nên là nấm bệnh rất là nhiều. Về như em chăm sóc ấy thì tháng 6, tháng 7 thì em không thấy phun thuốc gì cả, em chỉ cho nó chăm sóc cho nó ăn thôi. À, cho nó ăn phân bón thôi. À phân phân gọi là phòng bệnh thôi, chứ em không cho nó ăn phân kiểu là phân bón như Super Thai các thứ đâu. Em chỉ phòng bệnh thôi, mà phòng bệnh thì em hay dùng nhiều loại thuốc. Zidomin rồi thì Fisan, Anthracone, Starter, nhìn chung có nhiều loại lắm. Đấy thì mỗi vườn sẽ phù hợp với một loại. Thì anh chị mà dùng loại nào thì em có thể tư vấn loại đó được. Nói về phần thân lá đã xong, thì em nói tiếp đến cái phần đó là bông hoa của nó. Hoa của nó vẫn ra trên các mắt đối diện lá ở một thân. Và mỗi mắt thì chỉ ra được, sẽ ra được một chùm hoa. Mà một chùm hoa thì sẽ có từ 1 đến 3 bông, có thể là 4 5 bông nếu như dùng thuốc. Nhưng mà bình thường thì không cần phải dùng thuốc ấy, thì nó chỉ khoảng 2 bông thôi. 2 bông là đều. Thường là đều nó sẽ là 2 bông. Ít khi mà nó có nhiều bông hơn. Đấy. Hoa nở vào dịp là hiện giờ đang mùa tháng 6 rất nắng. Nhưng mùa này cây cối cũng sẽ rất là nhiều bệnh bởi vì nắng nóng mà. Rất là nhiều bệnh, rất là nguy hiểm. Anh chị cần để ý chăm sóc cho chúng, cho những em cây này, làm sao để những cây này nó tránh bị bệnh tật. Và cũng dịp mùa mưa nhiều. Đây như cái thân này nha em, ra khoảng tầm 5 năm 50 cm là đã mới chùm hoa rồi. Khi mà nuôi ở 1,5 m thì hoa nó sẽ rất là nhiều. Thì hoa của nó là màu tím hồng, nhiều người gọi là hồng mắt cua bởi vì nó có ánh hồng rất là nhiều. Xong rồi nhiều người gọi là hồng mắt cua hoặc hồng mắt phẩy vì mắt mắt nó đôi khi nó hơi sước sước thật. Có những mắt rất sước nhưng mà nó vẫn chỉ có một chấm nhỏ ở trong. Bông hoa của nó to và hương thơm. Bông hoa của nó phải từ 7 đến 9 cm, khá to. Những cây nhỏ đấy phải được 6 cm, còn thường là 7 hoặc 8 cm một bông. Bông rất là to. Vùng xuất xứ cái này thì ở Hòa Bình, vâng nhá. Em nói lại một chút là vùng xuất xứ Hòa Bình, nhà bác Hiền Oanh sổ ra rất là lâu rồi, nhưng mà bây giờ chia thì gần như cả nước Việt Nam có hết rồi, đâu có. Nhưng mà quan trọng là các bác khi các bác đi mua, các bác nhìn thân lá khi mà em quay này, các bác nhìn thân lá được. Các bác mua của người ta, các bác nhìn thân lá này nó giống như này thì các bác mua. Còn thân lá xanh sạch hoặc cái thân lá mà nó lá to, lá mít thì các thứ thì không 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 thể là loại này được, ví dụ vậy. Nó sẽ là những loại này, cái hoa khác, không thể là hoa này được, bởi vì cây này, hoa này thì em đang quay đây thì làm sao mà nhầm được nữa, đúng không ạ? Làm sao có thể là cây khác được? Khi thân lá không giống này chắc chắn là không phải hoa này. Cây này rất là thơm, nở tháng 6, tháng 7. Có thể là trước tháng này một chút, tháng 5. Nhưng mà sẽ phụ thuộc vào là mình nuôi. Khi mà mình nuôi thì có thể là mình sẽ nuôi nhiều nắng ít nắng, hoặc là ngắt nước sớm hoặc ngắt nước muộn, để cho cái cây nó có, trong trong dịp khi mà nó ra hoa ấy, thì nó sẽ ra hoa sớm. Còn nếu như mà mình cắt nước muộn ấy, hoặc là cứ cho còn nguyên lá ấy, thì hoa nó sẽ muộn hơn. Thì đây là em cũng giới thiệu sơ qua về các cách nhận biết về cây phi điệp mắt cua Hòa Bình để mọi người cùng ngắm và mọi người cùng xem, và để mình biết. Các bác đi sưu tầm là không bị mua sang cây khác, mua đúng được cây mắt cua mà mình thích. Cây này mắt rất nhỏ nhá, mắt này chỉ như hạt đậu xanh, khá nhỏ và khá dễ nhận biết. Khi nhìn hoa cái là biết ngay nó là cây nào, nó không giống với những cái cây nào khác cả. Nó là một trong những cây rất lạ và em nghĩ là rất là đáng sưu tầm, rất đáng sưu tầm những cái cây này. Với giá thể trồng thì vẫn như mọi cây các thứ khác thôi nhé, đều là vỏ thông và rêu thôi, cho ăn phân bón, các loại phân tan chậm và phân qua lá, tùy các loại, thì là tùy phù hợp của từng vườn các bác dùng loại nào thì
có thể inbox cho em tư vấn, hoặc là em sẽ bán luôn cho các bác, bởi vì cái gì em có nồng nàn là như vậy. Em có nhiều đồ để phục vụ các cây trồng để phát triển tốt. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Hẹn gặp lại các bác vào những video khác. Em sẽ giới thiệu những cái khác, hoặc là giới thiệu cách trồng, cách chăm, cách nhân kỳ. Cảm ơn anh chị, chào các anh chị.